Mình tiếp tục với cái phần tấm đẩy các bạn, hệ thống đẩy của cái môn bay của mình. Tôi cũng mở ra nha. Tôi lấy cái phần là e à, xin lỗi, lấy cái phần là eject. Tôi mở này ra. Đầu tiên mình cũng phải đưa tham số vào các bạn. Các bạn vô setup. Các bạn gọi toàn bộ cái tham số ra. Mobile. Đồng ý. Rồi. Ở đây mình cũng tải những mặt phẳng nha. Cách làm giống hệt nha các bạn. Tải cái mặt phẳng. Tạo mặt song song nè. Đây là cái mặt dưới cùng đó các bạn. Và ở đây nè, mình sẽ đưa ngược lên trên, dù mình đưa lên trên. Anh này dụ như là 2 25 đi. Rồi. Anh này lên 20 nữa. Rồi, mình gắn tham số nha. Đầu tiên anh này nè các bạn. Nó chính là bằng cái gì ta? Nó chính là bằng cái tấm B nè. Cộng cái tấm support nè. Và cộng với cái ray đúng không? Cái tham số của nó. Các bạn cho cái phương trình ha. Đầu tiên nó là từ trên tới nha, nó sẽ bằng cái p offset nè. Nó cộng cho cái tấm B nè. Nó cộng cho cái support nè. Và nó cộng cho cái ray. Các bạn đồng ý nha. Đây. Rồi tiếp theo cái anh này. Cái anh này thì nó chính là cái lower và cái anh này thì chính là cái upper. Ok. Tiếp theo thì mình tạo những cái setup cho nó. Cái đặt ta như là eject setup ha. Và mình vẽ trên đây các bạn. Các bạn sketcher trên cái anh này. Mình vẽ hình chữ nhật ha. Đương nhiên đây là 350 rồi. Còn cái width này thì thật sự mình cho đại 200 được không sao. Lát mình tặng làm cũng gắn tham số cho nó. Cũng đưa vào đây một cái. Rồi. Thì các bạn để tên nó là cái plate ha. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ những vị trí chút hồi với lại cái bullet vị cho nó. Các bạn cũng là sketcher. Các bạn vẽ 4 vị trí của cái chốt hồi return pin nè. 1 2 3 4 và ghi kích thước cho nó. Các bạn khỏi cần gán có được nha, ra ngoài mình gán sau. Rồi, ở đây các bạn sketcher một lần nữa. Chính là cái bu lông. Đây thì mình để là tên là return bin. Và anh này là bot. Rồi, gán kích thước nè. Tham số. Anh này chính là cái blade width ha, mình đồng ý. Anh này đi là cái length rồi. Width ở đây. 4 anh chút hồi này. Anh nằm ngang chính là return x. Anh đứng là return y. Anh này là đứng thì là return y. Anh này là return x. Một cái bot là chưa ghi kích thước cho nó hả? À chưa kích thước các bạn cho nên không cho mình sửa. Các bạn ghi đủ 4 kích thước cho nó nha. 1 2 3 4 phương ngang là bot x
phương đứng bot y rồi. Sau đó thì mình sẽ vẽ những cái tấm vào các bạn. Đây mà đó là upper plate ha. Upper thì mình vẽ từ mặt này mình đùng lên thôi. Lower thì mình vẽ từ tấm này. Rồi, đây là mình xong hai tấm. Bây giờ mình chỉ việc kè những cái chốt cái con boss vào hai và cái return pin thì mình cũng add vào. Đây có CapRule, mình xài CapRule luôn. Mặt chèn của mình chính là cái mặt dưới này. Bốn vị trí. Nó là hướng xuống đúng không? Thì mình đưa nó qua hướng lên thôi. Đây. Và tất nhiên mình cũng có quyền gán tham số. Anh này nó chưa có cắt người ta cho nên các bạn edit add lại cho nó cắt nè. First nó phải cắt thằng dưới trước một cái nha, còn trên chưa biết, từ từ tính sau. Em đồng ý. Đây là cái chiều cao nó không nè. Thì bạn gán cái tham số, ví dụ như là ít nhất là nó phải bằng là cái tấm lớn hơn bằng đây nha. Chiều dày của cái tấm lower các bạn cộng thêm, ví dụ như cộng thêm 10. Và cái anh này thì cái đường kính thì các bạn chọn chính là cái screw diameter mà là mình gán cái lại vậy là 10 luôn nhé. Wow, cái len nó dài quá, các bạn cho nó cộng thêm 5 thôi. Ok, tại vì tính chiều dài các bạn, hồi nãy nó tính từ đây, nó tính từ cái đáy dưới nè, cho nó dư ra nguyên vậy đó. Tiếp theo kiểm tra lại nó cắt chưa nè, các bạn vô cái thằng này thì các bạn biết rằng con bu lông á thì cái tấm đầu á, first là cái tấm dưới nè, và cái second á là cái tấm trên mới đúng. Đôi khi nó bị bất thì mình sửa lại cho nó đúng thôi. Đồng ý. Rồi tiếp theo mình chuyển cái return pin vào các bạn. Return pin anh này đúng không, mình cho đường kính ví dụ cho là 25 đi, chiều dài cho đại cũng được, đó mình cộng trừ xong mà. Mình cho on cái face này nha. Đây. Và bốn cái vị trí của nó chính là bốn cái vị trí này. Đảo đầu lại. Rồi mình đồng ý đây nha, rồi mình sẽ tính sau. Ví dụ như bị cái đường kính này thì mình gán cho nó là cái return diameter, đồng ý. Còn cái anh này nè các bạn, làm toán trừ toán cộng ha, nó phải lớn hơn bằng, tại là nó lớn thì mình sẽ cắt bỏ để mình sẽ mài chốt các bạn, cho nên mình chẳng lớn hơn bằng đi. Nó bằng cái gì nè, đầu tiên nó bằng cái raise à. Nó bằng cái raise thickness nè, các bạn cộng cho cái support nè, các bạn cộng cho cái bi nè, và các bạn phải trừ đi cho cái thằng tính từ đây đúng không, cho nên phải bằng trừ đi cái phần lower đi, trừ đi cái lower thickness này. Ok, đây đi nó dài quá mình sẽ trim bỏ đi, các bạn thấy là như vậy á thì còn nó vừa bằng đúng rồi nè, nó vừa bằng đúng luôn. Còn nếu nó dài quá thì mình sẽ dùng cái cách mình cắt bỏ đi không sao hết.
Rồi, tới đây thì mình hoàn tất, mình kiểm tra lại lần nữa xem hoàn tất chưa nha. Câu còn sót chỗ nào mình chưa có gán không? Hết rồi các bạn. Ok. Tất nhiên là nếu như mình quên á cũng không sao cả, mà có việc mình xử lý lại trong mình add thêm vào hoặc mình đình chỉnh sửa được hết không sao cả các bạn. Rồi. Mình cũng save nó lại nha. Và sau đó thì mình phải là mình đóng nó lại nè. Mình cũng là cắt bỏ nó qua cái bên ngoài. Đây, tôi cũng là tôi cut nó. Tôi đưa nó ra ngoài đây. Và tôi ngắt thuộc tính cho nó nha. Anh này chính là Monset. Và nó thuộc dạng là Injection System. Hai plate và để không cũng được, cái này thì không quan trọng, bạn để như vậy cũng được. Submit change. Rồi, mình hoàn thành cái việc dựng là cụm cố định, cụm di động và cụm đẩy. Là tức là mình hoàn tất cái việc làm cái bonbay của mình rồi. Thì ở clip cuối cùng á, tôi sẽ chỉnh sửa chỉ các bạn cách là mình sẽ đưa nó vào và mình điều chỉnh tham số của nó. Rồi, cảm ơn các bạn.